Thanh xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Xin chào đón quý vị đến với phần tin tức tổng hợp cuối tuần được phát sóng trên đài Lido Sài Gòn TV, băng tần 57.7 cũng như là hệ thống Galaxy 19. Và thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những bản tin đáng chú ý trong tuần vừa qua. Theo tin từ Reuters, ba thẩm phán thuộc tòa án phúc thẩm vừa được bổ nhiệm bởi cựu tổng thống đảng Dân Chủ là ông Bill Clinton sẽ xem xét phán quyết của một thẩm phán ở Hawaii về việc ngăn chặn những hạn chế đi lại được sửa đổi đối với 6 quốc gia Hồi giáo chiếm đa số. Theo trang web từ tòa án, thì tòa án phúc thẩm lưu động thứ 9 sẽ lắng nghe trường hợp này vào ngày 15 tháng 5 ở Seattle. Các thẩm phán như là Michael Hawkins, Ronald Gout và Richard Paez hiện đã được bổ nhiệm cho một ban hội thẩm 3 người. Tòa án này sẽ đưa ra quyết định xem là liệu sắc lệnh này có vi phạm điều khoản Religion Clause của tu chính án thứ nhất hay không và vi phạm điều khoản Due Process Clause của các tu chính án thứ 5 và thứ 14. Ngoài ra, sắc lệnh này còn bị xem là có vi phạm vào quy định cấm phân biệt quốc tịch khi các nhân viên chính phủ cấp phát visa hay là không. Và cựu giám đốc cơ quan FBI ông James Comey đã quay trở lại Washington sau khi bị Tổng thống Donald Trump sa thải trước đó một ngày. Ông Comey đã bị đuổi việc vào hôm thứ Ba khỏi vị trí giám đốc cơ quan FBI bởi vì cách giải quyết một vụ bê bối email trong năm bầu cử liên quan đến cựu ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ là bà Clinton. Các quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết là quyết định của Tổng thống Trump đã được đưa ra sau khi mà Thứ trưởng Bộ Tư pháp là ông Rosenstein đánh giá tình hình tại cơ quan FBI và kết luận rằng ông Comey đã mất đi khả năng lãnh đạo. Ông Rosenstein gửi lời đề nghị đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Jeff Sessions, người đã đồng tình và cùng gửi đề nghị lên Tổng thống. Ông Trump đã chấp thuận lời đề nghị này và sa thải ông Comey. Trong lá thư gửi cho ông Comey, thì Tổng thống Trump cho biết ông chấp nhận đề nghị từ ông Jeff Sessions và rằng ông Comey không còn có thể lãnh đạo cơ quan FBI một cách hiệu quả. Ông Comey đã hay biết về tin mình bị sa thải từ trên TV trong lúc đang nói chuyện với các nhân viên tại thành phố Los Angeles. Và một quan chức hàng đầu của Ủy ban Quân vụ Thượng viện đã cho biết là không có sự giảm sút về số lượng các cuộc tấn công không gian mạng do chính phủ Nga gây ra trong thời gian qua. Đô đốc Mike Rogers, giám đốc cơ quan an ninh quốc gia, kiêm lãnh đạo Bộ Chỉ huy Không gian mạng của Hoa Kỳ cũng cho biết Hoa Kỳ đã đồng ý với Pháp về một vụ tấn công mạng từ Nga nhắm vào Ủy ban tranh cử của Tổng thống đắc cử ông Macron. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ hiện đang làm việc với Đức và Anh Quốc để ngăn chặn các cuộc tấn công không gian mạng trong tương lai. Chính quyền Nga hiện đã phủ nhận những cáo buộc cho rằng họ đã tìm cách can thiệp vào các cuộc bầu cử của nước ngoài. Trong phiên điều trần, thì Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John McCain đã từng chỉ trích chính quyền của Tổng thống Trump vì đã không đáp ứng được thời hạn 90 ngày tự đặt ra để đưa ra một chiến lược an ninh không gian mạng. Và thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã nhắm mục tiêu trở lại công ty Rexnord Corp bởi vì quyết định của công ty này về việc đưa nhiều công việc từ Indiana sang Mexico. Công ty Rexnord có trụ sở tại Milwaukee đã công bố kế hoạch vào hồi tháng 10 về việc họ chuyển một nhà máy cùng với 300 việc làm từ Indianapolis sang Mexico. Trong một dòng tweet được đăng lên vào hôm Chủ nhật vừa qua, ông Trump nói rằng Rexnord đã ký một thỏa thuận từ thời chính quyền cựu Tổng thống Obama để đuổi việc các nhân viên và chuyển công việc sang Mexico. Ngoài ra, ông Trump cũng từng chỉ trích quyết định của Rexnord trên Twitter vào hồi tháng 12 năm ngoái, cho biết là ông sẽ ngăn chặn việc để mất việc làm vào tay những quốc gia có chi phí lao động thấp. Hiện thì công ty Rexnord vẫn chưa đưa ra lời bình luận gì về những lời thuyết này của Tổng thống Trump. Ông Trump, người đã vận động tranh cử với những lời hứa là sẽ ưu tiên cho người lao động Hoa Kỳ lên hàng đầu, và cũng từng chỉ trích nhiều công ty khác như là Lockheed Martin vào hồi tháng 12 bởi vì chi phí cao dành cho chương trình máy bay chiến đấu F-35, hoặc là công ty GM vào tháng Giêng vì họ sản xuất xe tại Mexico, và sau đó là Nordstrom vào tháng 2 vì đã bỏ hợp đồng với thương hiệu quần áo của con gái của ông, cô Ivanka Trump.
Trong khi đó, Đại sứ quán của Hoa Kỳ tại Philippines đã lên tiếng cảnh báo về việc phần tử khủng bố đang có kế hoạch bắt cóc người nước ngoài trên đảo Palawan ở miền Tây của Philippines. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila nhấn mạnh là họ đã nhận được thông tin tin cậy về việc các nhóm khủng bố có thể đang lên kế hoạch bắt cóc du khách người nước ngoài tại các khu vực thuộc Palawan. Do đó, cơ quan ngoại giao này khuyến cáo là công dân Hoa Kỳ cần cân nhắc kỹ lưỡng khi muốn đến du lịch tại Palawan. Các quan chức xác định được hai địa điểm ở Palawan được cho là mục tiêu mà các đối tượng bắt cóc hướng tới, gồm có Puerto Princesa và một con sông lân cận có cùng tên gọi Palawan. Được biết, Puerto Princesa nằm cách hòn đảo ở miền nam Philippines khoảng 400 km về phía tây bắc và vốn được xem là thành trì của nhóm phiến quân khủng bố Abu Sayyaf. Và nhóm này cũng từng tuyên bố trung thành với khủng bố ISIS, cũng như là chúng đã thường tiến hành những vụ bắt cóc người nước ngoài. Quân đội Philippines cùng ngày cũng tuyên bố họ có những quan ngại tương tự với chính phủ Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định là an ninh đã được tăng cường ở những địa điểm du lịch này. Hồi tháng trước, lực lượng an ninh Philippines đã ngăn chặn và tiêu diệt được 9 đối tượng thuộc nhóm khủng bố Abu Sayyaf khi chúng đang lên kế hoạch thực hiện một vụ bắt cóc ở một hòn đảo nổi tiếng về du lịch nằm ở miền trung của Philippines. Và những hình ảnh được chụp từ vệ tinh Eros B của công ty có tên là ImageSat International cho thấy là Trung Quốc đang xây dựng một căn cứ phi đạn trên một đảo chiến lược trong việc kiểm soát Biển Đông. Hình ảnh chụp từ Eros B vào hôm thứ Hai đầu tuần có độ phân giải rất cao, cho thấy những thay đổi về cấu trúc tại căn cứ hải quân Yulin nằm ở phần mũi của đảo Hải Nam thuộc vùng tranh chấp trên Biển Đông. Các hình ảnh cho thấy là chỉ trong vòng 2 tháng, quân đội Trung Quốc đã thiết đặt nhiều bệ phóng phi đạn ở phía tây của căn cứ này. Trong khi những hình ảnh được chụp vào giữa tháng 3 ghi nhận đây là một khu đất bằng phẳng, trống trải, nhưng từ hôm đầu tuần thì vệ tinh Eros B chụp được hình ảnh rõ ràng của cơ sở hạ tầng mới được xây lên và nhiều điểm bọc phóng phi đạn. Theo một nhà phân tích từ công ty này thì đây là những phi đạn chống chiến hạm. Chuyên gia này còn cho rằng Trung Quốc đã mở rộng căn cứ Yulin nhằm tăng cường tam giác chiến lược của Bắc Kinh, bao gồm các căn cứ trên đảo Hải Nam, quần đảo Hoàng Sa và các căn cứ trên bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa. Tam giác chiến lược này nhằm giúp Trung Quốc khống chế toàn bộ Biển Đông, kể cả vùng lãnh hải hoặc là đất liền của các nước khác như là Việt Nam hoặc là Philippines. Ngày 9 tháng 5 vừa qua, ông Moon Jae-in đã chính thức trở thành tân tổng thống của Nam Hàn với số phiếu vượt xa hai đối thủ còn lại là 41.4%, theo sau là ông Hong Chun-pyo với 24.1%, còn ông Ah Jong-so đã xếp ở vị trí thứ 3 với 21.8%. Hồi năm 2012, thì ông Moon cũng đã ra tranh cử tổng thống nhưng đã thua cuộc trước bà Park Geun-hye. Tổng thống mới đắc cử luôn là người ủng hộ cho chính sách gọi là Sunshine Policy khi ông luôn muốn mở ra các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng và cho rằng Nam Hàn cần độc lập khỏi Hoa Kỳ. Ông Moon cũng tỏ ý là sẽ xem xét lại chính sách khai triển hệ thống phòng thủ hỏa tiễn THAAD. Một lợi thế lớn đã giúp cho ông Moon chiến thắng chính là vì rất nhiều cử tri do giận dữ với bê bối tham nhũng từ bà cựu tổng thống Park Geun-hye nên họ muốn trừng phạt luôn những ứng cử viên từ đảng Senori của bà bằng cách bỏ phiếu cho ông Moon Jae-in. Thời gian qua, xã hội Nam Hàn đã lần đầu tiên chứng kiến một tổng thống dân cử bị luận tội và bị phế truất lần đầu tiên trong lịch sử, và điều này đã làm tổn thương người dân. Vì vậy, điều quan trọng là tân tổng thống cần phải khôi phục lại niềm tin của người dân và giúp đưa đất nước trải qua thời kỳ bất ổn chính trị này. Và mới đây, thì ông Vũ Huy Hoàng, một cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, đã bị từ chối khi xin vào khu vực cách ly ở bên trong phi trường nhằm đưa tiễn người thân lên máy bay. Cụ thể, ông Vũ Huy Hoàng đã xin vào khu vực cách ly vào sáng hôm thứ Sáu để đưa tiễn người thân đi chuyến bay số hiệu VN512 của Vietnam Airlines tại phi trường Nội Bài ở Hà Nội. Trước đó, ông Hoàng cũng đã đề nghị Bộ Công Thương gửi văn bản xin cho ông được vào khu vực cách ly của phi trường.
Và bộ này đã gửi văn bản đến nhiều cơ quan như là công an, hải quan, cửa khẩu và tổng công ty hàng không Việt Nam, cảng vụ hàng không miền Bắc và cả cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Thế nhưng văn bản từ Bộ Công Thương đã không có cơ quan nào giải quyết. Cuối cùng, ông Hoàng bị từ chối, không cho vào khu vực cách ly. Theo giới truyền thông trong nước, thì trường hợp của ông Vũ Huy Hoàng xin vào khu vực cách ly đã rơi đúng vào thời điểm đây là một vấn đề nhạy cảm, bởi vì ông Hoàng từng là nhân viên bị kỷ luật và dường như chính quyền đang tỏ ra đề phòng sau khi từng xảy ra trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, cho đến nay vẫn chưa tìm được tung tích. Vâng, xin quý vị vẫn giữ màn hình của đài Lê Đô Sài Gòn TV. Thảo Yên sẽ quay trở lại để gửi đến quý vị những bản tin liên quan đến khoa học và kinh tế sau một vài thông tin thương mại ngắn của đài. Chương trình được bảo trợ bởi Hustler Casino, Los Angeles.